xin chào cô chú và anh chị nha. Thì hôm nay Hương Ú sẽ gửi đến cho cô chú anh chị mình một dãy nhà 7 căn bên đơn vị Hương vừa hoàn thiện xong luôn cô chú anh chị. Thì ngôi nhà này thì có pháp lý là minh bạch rõ ràng, gửi đến cho cô chú anh chị luôn. Và xây trên đất full thổ cư 100%, dân cư thì đông đúc sầm uất rồi, yên tâm luôn cô chú anh chị nha. Và đường trước nhà của mình thì rộng rãi thông thoáng luôn, đường rộng tầm khoảng 4 mét, xe hơi nhỏ nhỏ mình có thể di chuyển thoải mái vào bên trong luôn, và chiếc xe tải nhỏ nhỏ vẫn chạy vào được nha cô chú anh chị ha. Mình mua về đây mình sở hữu mà mình có dọn đồ đạc đồ cũng rất là tiện lợi cho cô chú và anh chị. Và nhà mình thì nó nằm là trên cái trục đường là tập đoàn 2 ngay chỗ bến xe buýt Hưng Long. Từ ngoài đầu đường bến xe buýt Hưng Long mà cô chú anh chị di chuyển vào bên trong ngôi nhà thì đâu đó chỉ có 700 mét thôi, rất là gần cho cô chú và anh chị. Một chút xíu nữa Hương sẽ nói sơ về cái diện tích và cái giá cho cô chú anh chị mình, cực kỳ là bất ngờ luôn. Giá mà chưa đến 1 tỷ nữa là cô chú anh chị đã sở hữu được mẫu nhà rồi. Để Hương chào sơ từng căn cho cô chú anh chị ha. Tại vì cái mẫu nhà này một chút xíu Hương cũng sẽ qua chào luôn, nhưng mà ở đây thì nó đang chuẩn bị gắn những cái bóng đèn á, nó chưa có, nó còn ở dây chờ không à. Có cái căn mẫu nhà số 3 này thì nó đã vô những cái bóng đèn cơ bản rồi, nhưng mà đồ đạc thì nó hơi linh tinh một chút xíu, nên Hương chỉ quay ở khúc trên cái bóng đèn trang trí cho cô chú anh chị mình xem trước thôi đó. Chứ căn nhà kế bên kia thì nó sạch sẽ hơn. Thì ở đây thì vẫn còn 7 căn à. Căn này sẽ là căn mẫu, nhưng mà chắc khoảng 3 hôm nữa thì sẽ hoàn thiện và giao nhà cô chú anh chị ha. Ở đây nè, gắn cho mình một bóng đèn pha lê. Ở phía sau vẫn có bóng đèn luôn đó, và trang trí y chang như vậy. Và nếu như mà mình về á, mà mình không thích cái mẫu trang trí sơn vậy nè, thì mình có thể đổi trong thời gian này cô chú anh chị ha. Ở bên kia thì nguyên ở trong ngôi nhà của mình á, trắng tinh luôn à. Mình không thích thì mình có thể là để trắng, còn nếu như mà mình thích á thì mình cho ta sơn vậy luôn. Nên em Hương quay cái nhà này á là cập nhật thông tin sớm cho cô chú anh chị luôn. Vừa hoàn thiện xong là hết 90% là Hương chạy xuống review cho cô chú anh chị mình rồi. Để khi mà mình về mà mình không thích thì mình có thể sửa sang lại một tí. Ở đây thì nói chung là cũng xong xuôi hết rồi, chỉ có tô bên vách này cho cô chú anh chị mình thôi, và gắn những cái bóng đi dây điện chờ cho gia đình mình. Nếu như mà mình không thích thì mình có thể đổi thành cái quạt xay vẫn được cô chú anh chị ha. Không thích pha lê thì đỡ cánh quạt thôi. Giờ thì em Hương nó sơ sơ chi tiết về ngôi nhà lại, tại Hương chỉ cái bóng đèn cho mình thôi, để cho mình biết là sẽ trang trí y chang vậy á. Giờ thì em Hương sẽ quay lại vấn đề chính là mình sẽ review sơ sơ và nói về cái diện tích và giá cả và công năng sử dụng cho cô chú anh chị mình nha. Và nhà này thì trong vòng khoảng 2 đến 3 hôm nữa thì xã hoàn thiện cô chú anh chị ha. Thì điện nước cũng đã vào chính thức đầy đủ hết cho cô chú anh chị rồi. Và ngang của nó là 4 mét và dài vào thì tới tận là 14 mét. Công năng sử dụng là một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Có sân trước, sân sau, rộng rãi, thoáng mát cho cô chú và anh chị. Và giá tổng Hương sẽ báo trực tiếp rõ ràng, công khai cho cô chú anh chị. Đó là chỉ có 930 triệu thôi cô chú anh chị ơi. Rất là rẻ luôn. Đây là một giá tổng không phát sinh thêm một đồng cô chú anh chị nha. Phủ tục, hồ sơ, chi phí thì bên đơn vị Hương sẽ lo từ A đến Z cho cô chú anh chị. Đây là một cái mức giá và cái mẫu nhà rẻ nhất từ trước đến giờ mà em Hương chào cho cô chú anh chị mình luôn. Và nhanh tay liên hệ cho Hương để mình có thể về đây sở hữu thực tế và xem tận mắt thật của mình mẫu nhà thiết kế và như thế nào cô chú anh chị. Đó, Hương thấy mẫu nhà này mà gia đình mình có thành viên từ khoảng 2 đến 4 người và có con em nhỏ đó, nó chơi thì mình cũng rào lại mình ở sinh sống cũng rất là tiện. Sân rộng rãi nè, tha hồ cho mình đậu xe luôn. Sân ở đây tầm khoảng 2,5 mét cô chú anh chị ha, rộng rãi thoáng mát. Nhà mình thì có cái tông màu trắng, ở những gia đình quý cô chú anh chị có cái gu màu trắng đen thì bảo đảm cái mẫu nhà này rất là ưng ý luôn, rất là hiện đại trong các năm vừa qua cô chú anh chị nha. Và trước tiên bước vào bên trong ngôi nhà thì ở ngoài mặt diện thì sẽ cho mình là sơn màu trắng, và hai cái trụ cột sẽ cho mình là những cái bóng đèn rất là thắp sáng cho ngôi nhà mình. Và bước vào trong nữa sẽ cho mình là một cái lớp cửa, hai cánh sơn tĩnh điện rất là chắc chắn và dày dặn cô chú anh chị. Sân thì rộng rãi nè, ở đây về việc thì gia đình mình cứ việc là mình che một cái máy hiên đưa ra thôi, nó che nắng che mưa cho cái ngôi nhà và cái sân của mình nó được sạch sẽ hơn nữa. Và tiến vào đây thì sẽ là một lớp cửa 4 cánh sơn tĩnh điện và kính cường lực, nhưng mà kính chưa lắp cô chú anh chị, khoảng ngày mưa, chắc ngày mưa á người ta nghỉ lễ rồi nên ngày mưa thì sẽ có thợ vô lắp cho cô chú anh chị mình luôn ha. Và vào đây thì sẽ là một cái không gian phòng khách rộng rãi thoáng mát.
Ở bên kia thì tường của mình ở đây mình tô, mình làm quả tiết rất là đẹp. Còn ở đây thì mình để y chang như vậy cô chú anh chị ha. Về mình thích thì mình để vậy luôn, còn không thích thì mình làm y chang cái mẫu căn số 3. Đó, căn nhà số 3 là căn nhà mẫu cho cô chú và anh chị. Và ở trên của mình sẽ là trần thạch cao nguyên khói dược hợp. Hệ thống đèn vẫn đầy đủ hết cho cô chú anh chị rồi. Cứ việc mà mình dọn đồ vào ở thôi, không cần phải sửa sang. Và đây cũng là một ngôi nhà mới mà giá là rẻ nhất khu vực cho cô chú và anh chị. Và nằm rừng các trung tâm quận huyện luôn. Mình đi các quận 6, quận 7, quận 8, Nhà Bè, Bình Tân, Phú Nhuận. Mình đi trong vòng bán kính chỉ có 30 đến 35 phút thôi cô chú anh chị ơi. Nhà mình nằm ngay gần ngã ba Tân Kim luôn, ngay chỗ bến xe buýt Hưng Long. Từ ngoài đó mà di chuyển vào đây ở đâu đó chưa tới một cây số nữa cô chú anh chị. Và chợ búa xung quanh cho mình, toàn tiện ích xung quanh đầy đủ hết luôn, trong vòng bán kính là chỉ có 500m cô chú anh chị mình nha. Và đây sẽ cho mình là một cái không gian bếp. Ở đây thì bên đơn vị chủ nhà có nói với Hương là sẽ lắp đặt cho mình nha tủ bếp trên và tủ bếp dưới nữa. Tại vì mình đang trong quá trình hoàn thiện chỉ có mấy chi tiết này thôi, nên đang đặt thợ rồi, chắc vài hôm thì thợ nó sẽ vào gắn cho cô chú và anh chị. Ở đây là bồn inox 304 nè, mặt bếp nấu nướng của mình cũng lót đá hoa cương rồi, nhìn cũng rất là sang. Ở dưới chân cầu thang thì bên đơn vị chủ nhà của Hương á sẽ để không gian mở như vậy. Về thì cô chú anh chị có thể làm một cái kho tủ, hoặc là mình để đây, mình tận dụng những thứ không cần thiết mình đựng vào bên trong cô chú anh chị nha. Và có một cái sân sau rất là mát luôn. Nhà mình thì có là hướng Tây Nam. Những quý cô chú anh chị đang hợp và tìm nhà hướng Tây Nam thì có thể khảo sát cái mẫu nhà này. Giá rẻ giống như tài chính của mình thấp, dưới 1 tỷ thì mình vẫn mua được cái nhà rộng rãi ngang 4m và dài vào thì tới tận 14m, sân trước sân sau thoáng mát, dân cư đông đúc rồi cô chú anh chị. Ở đây thì nữa về gia đình mình có thể làm một cái mái hiên, mình che ra, không mình làm cái hàng rào bao bọc những cái khung lên cho nó sáng khu vực này, để mình có thể phơ đồ, giặt đồ ở phía này luôn. Và đối diện kế tiếp thì sẽ là một cái nhà vệ sinh, thì vẫn đầy đủ hết thiết bị tiện nghi, chỉ còn thiếu có cái cánh cửa thôi cơ chứ anh chị. Vài hôm nữa con lắp đặt luôn ha. Em Hương bảo đảm với cô chú anh chị, khi mà cô chú anh chị mình thích mẫu nhà này, ok, thì bên đơn vị Hương sẽ làm hoàn thiện và đẹp để gửi đến cho cô chú anh chị mình và sạch sẽ luôn. Nó một cái giá thì chỉ có 930 triệu thôi, và sử dụng cái diện tích rộng rãi tìm đâu ra cô chú anh chị, 930 triệu sân trước sân sau, bảo đảm với cô chú anh chị mình sẽ không có một căn thứ hai đâu. Ở trong đây chỉ có 7 căn thôi và có 7 sự lựa chọn cho cô chú anh chị mình. Bảo đảm cái mẫu nhà này trong vòng 1 tháng thôi là sẽ không còn một căn cho cô chú anh chị mình đâu. Em Hương biết là cái vị trí và cái giá này á, người ta hay tìm nhiều lắm mà bây giờ không có nó, nên bây giờ đã lọt vào trong tầm mắt của cô chú anh chị thì mình hãy nhanh tay và mình về đây mình xem thực tế cô chú anh chị ha. Và pháp lý thì em Hương cũng xin báo rõ luôn là nhà của mình là công chứng vi bằng cô chú anh chị ha, và mình được con cái là mình xây trên đất full thổ cư 100%, bao cô chú anh chị mình không quy hoạch gì hết cô chú anh chị ha. Nhà của mình là đất ở luôn. Ở đây thì mình mua vi bằng thì mình cũng không có sợ về cái vấn đề gì khác, thì bên Hương sẽ làm cho mình một cái hợp đồng và cái cam kết lúc nào cũng để đặt cái niềm tin và uy tín của bên đơn vị Hương và bên Hương lên trên cái hàng đầu, nên khi cô chú anh chị mình về đây xem nhà và mua nhà bên em Hương thì mình cũng yên tâm hơn. Và đã xem đến đây rồi, cô chú anh chị muốn biết thông tin rõ ràng và chính xác hơn thì cô chú anh chị có thể kết bạn Zalo và hoặc liên hệ trực tiếp với Hương. Hương sẽ gửi thông tin rõ ràng và sổ sách qua cho cô chú và anh chị, nó không giấu một vấn đề gì hết cô chú anh chị ha. Mình đã báo trực tiếp rõ ràng rồi để không mất thời gian của hai bên luôn. Và cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh cho Hương nha, đó để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ mỗi ngày luôn. Và trong quá trình làm việc thì Hương quay có gì sơ sót thì cũng mong cô chú anh chị mình thông cảm bỏ qua cho Hương đó. Và đây là cái đường mà mình bước lên cái tầng 1, thì trên đó sẽ cho mình công năng sử dụng là 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh, có một cái lan can trước vô cùng rộng rãi thoáng mát luôn. Và cầu thang của mình tay cầm hai bên sẽ là bằng gỗ cam xe, và mặt bước lên cầu thang sẽ cho mình là đá hoa cương rất là dày dặn. Giờ thì em Hương Ú mời cô chú anh chị di chuyển cùng em. Và đây là cái không gian tầng 1 cô chú anh chị ha. Đây là cái phòng đầu tiên, cũng rộng rãi thông thoáng mát mẻ lắm. Cho mình để một cái giường, cái tủ, cái nệm là thoải mái ngủ rồi. Có cửa sổ cho mình nè, rất là mát cho một cái luồng không khí rất là tốt cô chú anh chị ha. Và giá thì lại mềm nữa. Và nhà mình là hướng Tây Nam, em Hương xin phép được nhắc lại một lần nữa. Và giá tổng Hương lúc nào cũng báo rõ ràng và
chính xác nhất cho cô chú và anh chị chỉ có là 930 triệu thôi. Đây là giá thật và giá tổng 100%. Đó, thanh toán một lần một cô chú anh chị ha, không cần không có vay hàng hỗ trợ gì hết, đây là giá chính xác luôn. Đó, và đây là không gian nhà vệ sinh nè, vẫn đầy đủ hết công năng sử dụng cho cô chú và anh chị, chỉ có thiếu cái cánh cửa nhà vệ sinh thôi, vài hôm nữa thì bên Hương sẽ lắp đặt đầy đủ hết cho cô chú anh chị. Đây là cái phòng lớn mình có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ, có một cái ban công rộng rãi thông thoáng, lan can cao ráo an toàn, gia đình mình có con em nhỏ cô chú anh chị ha. Một dãy nhà đây thì có được tới tận là 7 căn. Nó có 7 sự lựa chọn cho cô chú và anh chị luôn. Đó, mình Hương mới chào bán qua nay thôi thì cũng có rất là nhiều khách hàng và đến đây xem và thương lượng giá rồi. Đó, nên chỉ còn có chưa có được giá thì bên đơn vị Hương chưa có bán thôi. Đó, nên là em Hương cũng mong cô chú anh chị mình xem cái mẫu nhà này trên cái video. Mình có thích thì mình có thể về đây trải nghiệm thực tế. Và nhớ lại bên Hương có rất là nhiều mẫu nhà giá cả hợp lý và đa dạng lắm. Tầm khoảng là 320-301 thôi. Thì Hương đã có một cái mẫu nhà cho cô chú anh chị mình rồi, nhưng mà giá mà tầm khoảng 1 tỷ đổ lại, toàn là đồng sở hữu hết cô chú chị ha, chứ không có sổ hồng riêng cho mình đâu. Muốn có sổ hồng riêng thì khoảng 1 tỷ 1 Hương mới có cô chú anh chị. Còn mình muốn nhà đẹp mà hoành tráng luôn thì tầm khoảng là 1 tỷ 8-1 tỷ 9 đổ lên đó. Và ngôi nhà này thì rất cho mình an toàn luôn, pháp lý thì rõ ràng minh bạch cho cô chú anh chị, đất thì xây trên đất thổ cư full 100%. Giờ thì em Hương Ú xin được phép một lần nhắc lại cái vị trí và cái diện tích ngôi nhà cho cô chú anh chị mình nha. Thì nhà mình nằm trên cái con đường là tập đoàn 2, ngay chỗ bến xe buýt Hưng Long. Từ ngoài đầu đường bến xe buýt Hưng Long mà cô chú anh chị di chuyển vào bên trong ngôi nhà mình thì đâu đó nó chỉ có là 700m thôi, rất là gần. Dân cư thì cũng đông đúc và sầm khuất rồi cô chú anh chị ha. Ở xung quanh đây thì dân cư ở rất là dễ thương và hòa đồng cho mình luôn, một cái môi trường sống rất là tốt, trong xanh. Và nhà mình thì nhìn ra có khoảng là 100m thôi thì mình sẽ đụng được một cái đường nhựa của đường tập đoàn 2. Và đây á là cái đường rộng lắm, trước nhà mình khoảng là 4m, xe hơi nhỏ nhỏ hoặc là xe tải nhỏ nhỏ có thể di chuyển vào bên trong ngôi nhà của chú anh chị. Và giá của ngôi nhà mình chỉ có là 930 triệu thôi, bảo đảm với quý cô chú anh chị sẽ không phát sinh thêm một đồng luôn. Và công năng sử dụng là ngang 4m và dài vào thì tới tận 14m, có sân trước sân sau rộng rãi thông thoáng và mát mẻ. Một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một không gian phòng khách, một không gian phòng bếp vô cùng thoáng mát cho cô chú anh chị. Và được cho mình là một cái hướng Tây Nam cô chú anh chị nha. Và xem đây rồi cô chú anh chị có thắc mắc gì thì hãy liên hệ và kết bạn Zalo, Hương sẽ trao đổi và thông tin thắc mắc của cô chú và anh chị. Và có ý kiến gì thì em Hương cũng mong cô chú anh chị mình bình luận comment ở phía bên dưới để cho Hương có thể chỉnh chu và cải thiện kênh của mình được trọn vẹn và tốt hơn để phục vụ cho cô chú và anh chị. Và bên Hương vẫn nhận nhà ký gửi chính chủ nha. Những gia đình mình có mẫu nhà hay có căn nhà nào cần ký gửi, cần bên đơn vị Hương quay thì hãy liên hệ cho Hương, Hương sẽ đến nhận và quay review cho cô chú anh chị mình bán được mau hơn luôn. Và Kim Châm làm việc của Hương á, thì lúc nào cũng sẽ cho cô chú anh chị mình một cách yên tâm nhất, đó là nhà thật, giá thật, vị trí thật, không xạo, không ảo. Có sao thì em Hương sẽ nói vậy để không mất thời gian của hai bên cô chú anh chị ha. Bởi vậy có sao thì em Hương nói vậy nhiều lúc cũng mất lòng đến cô chú anh chị mình lắm, nên em Hương cũng mong là cô chú anh chị mình thông cảm cho Hương. Giờ thì em Hương Ú xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những video tiếp theo. Chúc quý cô chú anh chị mình một ngày thật là nhiều niềm vui và sức khỏe ạ.